Bạn thấy bài này người ta yêu cầu cái gì? Người ta yêu cầu là sử dụng công thức Green hả? Hoặc là có thể tính dùng Green hoặc là có thể dùng trực tiếp. Thì bây giờ cô chỉ yêu cầu là một cách thôi. Nghĩa là bạn có thể dùng luôn Green. Thì bài này L là cái gì các bạn? Người ta bảo là đường elip phải không? Cho phương trình sẵn rồi, lấy theo chiều dương rồi. Nghĩa là như vậy rõ ràng trong trường hợp này là kín. Thì bạn có thể sử dụng một công thức Green đấy nhá, xem xét. Bây giờ có này. Gì đây? Rồi. Ở đây AB là tham số. Thì người ta cho về bạn cứ để nguyên về bạn tính thôi, không vấn đề gì cả. X chia cho A và ông cộng với Y chia B. Như vậy trên này bạn có A này, B này. Lấy theo chiều dương trong trường hợp này là gì các bạn? Đi ngược chiều kim đồng hồ phải không? Như vậy đây là chiều dương này. Thế nào? Chiều dương ở đây. L bạn lấy theo cái này. Nhìn vào bài thì bạn thấy là nó kín đúng không? Bây giờ làm những cái bước làm sẽ là gì? Con nhớ không? Từ gì các bạn? Từ cái tiếp phân người ta cho bạn xác định PQ đúng rồi. Như vậy ở đây P là gì? Lưu ý là không phải khi nào người ta cũng ghi thuận chiều cho các bạn nhé. À, chắc không? Chắc không? Chắc không thiền. Có phải là x trừ 1 không? P là cùng nhân với đi đi liền với gì các bạn? Dx chứ, hả? Rồi, mà dx nào ở đâu? Ở phía sau, nghĩa là cùng này người ta đảo lại thôi thì bạn phải ghi cho đúng. Rồi, như vậy chỗ này là trừ y trừ 3. Nhớ trừ ở trước này bạn mang theo luôn nha, bỏ đi là sai nha. Q bằng gì nào? Cùng nhân với dy, như vậy chỗ này là x trừ đi 1 đúng không? Bạn tính đảo hàm ra. Như vậy chỗ này được trừ 1, quy phải từ x bằng 1. Để nghĩa là miền D giới hạn bởi cái đường cong L này là gì các bạn? Là cái hình elip ở bên trong. Như vậy D ở bên trong này. Rồi. Miền D này chặn lại như thế nào nhỉ? Bạn biết rõ là bao quanh ở cái đường elip thì ở bên trong nó sẽ là hình elip đúng không? Như vậy hình elip thì dấu sẽ như thế nào? X bin chia cho A bin cộng với Y bin chia B bin nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nhớ nhé. Rồi. Bây giờ có gì? Bạn thấy này. PQ rồi đạo hàm tương ứng. Được nhé nào. Là liên tục khoảng trên D. L này kín tích phân lấy theo chiều dương. Nghĩa là như đó áp dụng công thức Green bằng có gì? Bài này vì sao phải hỏi nhỉ? Mắc ở chỗ nào vậy? À, rồi, tức là bạn tính tích phân hả? Vậy bạn có tích phân Y này, sẽ bằng tích phân trên L lấy theo chiều dương của PDX cộng với QDY. Sẽ bằng đưa về tích phân hai lớp ở trên miền D, nghĩa là của cứ phải từ x trừ đi cứ phải từ y đúng rồi để y. Bây giờ gạo vào được cái gì? Bên này được 1, bên này được trừ 1, như vậy trừ đi trừ 1 thành cộng 1 thôi, sẽ được là hai lần tích phân ở trên D, nghĩa là để y. Bây giờ bạn để ý này, miền D này cái gì đây? Elip phải không? Hình elip được chứ nào. Rồi tích phân này là tương đối đơn giản rồi. Bây giờ làm gì? Hai lớp ở trên elip được chứ, thì bạn sẽ sử dụng cái phương pháp gì để tính tiếp nào? Ai nhớ nào? Để đây làm thế nào nhỉ? Thiên. Ừ đúng rồi, cực mở rộng. Như vậy lúc này bạn sẽ đặt gì? X sẽ bằng AR
cổ phi đúng không? Y sẽ bằng BR sin phi. Thì đổi giá của B bằng gì? ABR đúng nhá. Chẳng luôn nha, con phải đế phẩy R phi thuộc vào R2. Đối với elip thì bạn nhớ R nó luôn luôn chạy ở đâu nè? R chạy ở đâu đây? Không một rồi, phi phi trong trường hợp này bạn thấy là gì? Cái này là nằm bao quanh góc tọa độ phải không? Như vậy không hai pi dễ mà, có gì đâu. Ơi sao nhỉ? Vậy tham số AB, tham số AB là sao em? Ý là sao? Em nói gì cô không hiểu. Phương trình của elip nhớ. Giả sử như bạn có là x bin mà gì chia 9 còn với y bin chia 4 chẳng hạn. Thì nghĩa là nó là tọa độ tâm. Nói cái gì vậy Thiên? Ừ? Bằng một đúng không? Thì như vậy bạn vẽ ra ở trên trục thì ở trên trục x là 3 mà ở trên trục y là 2. Đang nói gì vậy em? Ừ? Được chưa? Rồi rồi ok. Như vậy trong trường hợp này bạn thể vào bằng tính thôi. Như vậy y sẽ bằng gì? Hai lần này. Tích phân ở trên d phẩy đúng không? Như vậy chỗ này là gì các bạn? Jacobi sẽ là A, B, R đúng chưa nhỉ? D, R, D, phi. Rồi, đến đây từ thể vào tính. Được nhá. Tất ra làm hai tích phân sạc đi. R theo R, phi theo phi. Xong chưa? Bài này dễ mà. À, rồi, ok. Ai hỏi bài gì nữa? 3.14b. Rồi, 3.14b này. Tích phân y có giá. E mũ x bình cộng với x y nhân với d, dx bên này sẽ là gì? Y cột y cộng với x bình dy. L này người ta cho biết là biên của tam giác ABC. Trên D đã bảo luôn là lấy theo chiều dương rồi, đấy nhé nào. Như vậy đây là biên của tam giác. Trong đó A gọi tọa độ là gì? 1, 1. B tọa độ là 2, 2. Và C tọa độ là 4, 1. Như vậy đầu tiên bạn phải xác định được cái tam giác này nó như thế nào. Vẽ hình ra cho cô. Nằm ở phần dương hết. Đúng nha. Xác định điểm A này, A11 như vậy nằm đây, B22 và C41 đây, rồi nội lại với nhau. L này là biên của tam giác này, như vậy nó sẽ gồm có ba cạnh hợp lại. Để cái nào rồi bảo gì nữa bạn? Lấy theo chiều dương. Như vậy theo chiều dương ở đây trong trường hợp này cũng là gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy từ gì? A tới C, C tới B và B tới A, được nhá.
Nếu như trong trường hợp bài này các bạn làm theo kiểu là tính trực tiếp thì bạn phải làm như thế nào nhỉ? Bạn sẽ tách ra làm gì? À, cái L này sẽ bao gồm ba cái đoạn đúng nhá, từ A tới C, rồi từ C tới B, rồi B tới A. Bạn tính tích phân ở trên từng từng cạnh ở một, sau đó cộng lại với nhau được chứ nào. À, nhưng ngoài ra bạn thấy là gì, L này nó kín đúng không? Do đó bạn xem là dùng green có tiền hơn không được chứ nào. Thì nếu như dùng green thì trong trường hợp này chúng ta có gì? Đặt V sẽ bằng gì? Biểu thức trước x, như vậy ở đây sẽ là em x bin này cộng với x y. Q sẽ bằng y cột y cộng với x bin. Đúng là P phẩy theo y, Q phẩy theo x. Đáo hàm của P theo biến y. Như vậy lúc này em x bin là xem như hằng số đúng không? Bỏ cùng sau còn lại x. Q Q đáo hàm theo biến x thì cùng mà theo ý này là bỏ đúng nhỉ. Và x bin đáo hàm sẽ được là 2x được nhé. Ừ. Như vậy bạn thấy là PQ để nguyên như vậy nó khá là phức tạp đúng không? Bạn tính tích phân sẽ rất là khó. Nhưng mà đem đi đáo hàm thì cái biểu thức Q phẩy theo x trừ P phẩy theo y chỉ còn lại một con x thôi. Như vậy tính nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Bây giờ quan trọng là gì các bạn? Quan trọng là bạn phải xác định được cái miền D được tạo thành gì với cái biên là cái L đó bao nhiêu nhỉ. Hình tam giác này làm sao chẳng đây, miền tam giác này làm sao chẳng nào. Rồi như vậy bạn thấy tương tự như phần trước là bạn có hai kết phải không nào, có hai kết để chẳng chẳng y rồi đúng rồi. Nếu như trong trường hợp bạn chẳng x là cần số phải không, thì bạn thấy là x nó sẽ chạy từ x của điểm A là bằng 1 đến x của điểm C là bằng 4. Nhưng mà y thì sao, y thì bạn thấy ở phía dưới là cạnh AC phải không, còn ở phía trên thì nó bao gồm hai cạnh AB và BC. Như vậy nếu như mà bạn chẳng theo x là cần số thì bạn phải tách cái miền D này ra làm hai phần đúng không, và tính hai tích phân ở trên hai phần này. Như vậy nó khá là phức tạp đấy nhá. Thì để làm cho ngắn gọn hơn thì bạn chặn y là cần số. Y cần số thì ở đây y sẽ chạy từ y của A đến y của B. Đúng nhá. 1, 2. Ok. Như vậy y chạy từ 1 đến 2. Khi này x sẽ chạy như thế nào nhỉ? X sẽ được chặn lại bởi một cái hàm theo biến y. Rồi. Như vậy bạn thấy là theo chiều tăng của trục x này thì bạn sẽ gặp cạnh AB trước. Như vậy AB là cạnh dưới, BC là cạnh trên đúng không? Thì phương trình của AB này là y bằng x đúng không? Phương trình AB là y bằng x, cô ghi tạm thời trên này nhé. Phương trình của gì? BC. Phương trình của BC là gì? BC thì điểm B là 22, điểm C này là 41 đúng không? Như vậy bạn tính ra là x cộng 2y bằng 6 đúng không? Chính xác được nhá, x cộng 2y bằng 6. Như vậy có thể biểu diễn là gì? X sẽ bằng 6 mà trừ đi 2y. Thôi đúng rồi đó. Rồi. Bây giờ áp dụng công thức chúng ta có gì? PQ cùng gặp đáo hàm liên tục đúng không? Thêm nữa là gì các bạn? L này kín. Tích phân y lấy theo chiều dương nhé, lấy theo chiều dương. Như đó áp dụng công thức Green chúng ta có tích phân y sẽ bằng gì? Công thức ghi ra cho cô nha. PDX cộng QDY lấy trên L cộng sẽ bằng đưa về tích phân hai lớp ở trên D của Q phẩy theo x trừ đi P phẩy theo y DX DY. Lúc này bạn trả vào thì sẽ được bao nhiêu? Sẽ còn là x dx dy.
là tích phân ở trên trên B. D này cũng đơn giản thôi, bây giờ tính thôi, bằng luôn là gì các bạn? Cần theo y là từ 0 tới từ 1 tới 2. Bên này sẽ là gì? Y 6 trừ đi 2 y. Thế để x nghĩa là như vậy, bạn lấy nguyên hàm thì bên x trước được bao nhiêu nhỉ? Bên này sẽ được là x bình chia 2 đúng không? Cô ghi 1 phần 2 ra ngoài. Đấy nhá. Rồi, thế cần tương ứng x bằng y. Và x sẽ bằng 6 trừ đi 2y. Thế, dy. Đấy nhá. Bằng. Thế giá trị vào. Thế cần vào. Thì bây giờ cần trên sẽ là 6 trừ đi 2y này. Bình phương này. Trừ đi cần dưới là trừ đi y bình. Đấy nhé, dy. Đến đây thì nhìn chung bài này nó không quá phức tạp nên bạn làm kiểu gì cũng được. Hoặc là bạn lấy nguyên hàm như vậy luôn, hoặc là bạn khai triển ra để lấy. Đấy nhá. Thì cách nào cũng ổn cả. Độ khó cũng ngang nhau, đấy nhá. Rồi, bằng 1/2. Bây giờ muốn lấy kiểu gì? Bây giờ cô lấy luôn nha. Bạn thấy này, cung thứ nhất. Đấy nhá. Ở đây ẩn là ẩn ý vào không? Cung này có dạng là gì? AI cộng với B mũ N đấy nhá, là DI vào không? Lấy nguyên hàm. Như vậy công thức thuộc chưa? Bằng gì nào? Mũ 2 thì nguyên hàm lên thành mũ. Nguyên hàm lên thành mũ bao nhiêu? Mũ 3. Đấy nhá, là chia 3. Nhân với con A ở đây là gì? Trừ 2. Như vậy mình chia thêm trừ 2 nữa. Trừ đi y mũ 3 chia 3. Thế cần. Cô làm như vậy hiểu không nhỉ? Hiểu không? Rồi, thế nhá. Bây giờ tiếp này. Thế cần một vào bằng được bao nhiêu? Một vào thì như vậy 1 phần 2 ở ngoài. Trong này sẽ được. Mũ 3 chia cho trừ 6 là thế cần 2 nhá. Bên này trừ đi 2 như vậy là 8 phần 3 được bao nhiêu? Trừ đi cần dưới là mẹ nhỉ, trừ này thế 1, thế 1 con có thể nhầm là thế 2. Lại nhé các bạn, lại có người nhầm xong. Bên này là 2 mũ 3 là 8 đúng không? 8 chia cho trừ 6 này. Đấy nhá. Một. Bên này sẽ là gì? Trừ đi 8 phần 3. Trừ đi, cần dưới thì 1 vào, như vậy là 4. Mũ 3 chia cho trừ 6. Bên này là cộng với trừ của trừ thành cộng nhá, 1 phần 3. Rồi, bây giờ rút vào đây được bao nhiêu? Bạn được chỗ này sẽ là trừ 4 phần 3 này, trừ 8 phần 3 này, chỗ này thành cộng nhé. À, 64 chia 2 32 phần 3 cộng với 1 phần 3 đúng nhỉ. Rồi, như vậy bên này là được bao nhiêu? Trừ 12 ơi, 7 phần 2 phải không? Rồi, cảm ơn Phi Phi. Đúng chưa các bạn? Cộng trừ các bạn kiểm tra lại nhé. Rồi, ok. Bài nào nữa? Cần hỏi gì nữa? Nhưng mà dạng này cũng nếu như mà bài A của bài này vẫn hả? À, rồi. Hình vuông em không hiểu à? Rồi bây giờ cô giải thích cái hình vuông này này. Bây giờ nếu như người ta bảo là đoạn 0, 1. Ừ rồi rồi ok.
Bây giờ 01 phải không? Nhân 01 nghĩa là sao? Ở đây các bạn đang xét ở trong hai chiều phải không? Hai chiều là cái miền D sẽ bằng những cái bộ XY nào đó thuộc vào R2 đúng không? Đúng nhá. Sao cho thỏa mãn cái điều gì đây? Đúng nhá. Và bây giờ người ta bảo là hình vuông có nghĩa là D chỉ là bằng thế này. Đúng nhá. D bằng thế này này. Ở cái này á, nếu như bạn học cẩn thận hơn thì đây là cái tích Descartes. Đúng nhá nào. Bộ XY này thuộc vào miền D gồm là 01 nhân với 01 có nghĩa là con x này thuộc vào đoạn thứ nhất đấy nhá, theo thứ tự nha bạn. Con y này thuộc vào đoạn thứ hai đấy nhá, có nghĩa là x chạy từ đoạn 0 đến 1 và y cũng chạy từ 0 đến 1 đó. Em hiểu không? Bây giờ bạn có giả sử như là x1, x2 đến xn phải không? Một bộ gồm có n thành phần phải không? Hàm nhiều biến ở giải tích 1 các bạn. Đấy nhá. Thế bây giờ nó sẽ thuộc vào đâu? Giả sử như là r nhân đến rn lần chẳng hạn. Thì có nghĩa là con số thứ nhất là x1 này cũng phải là một số thực thuộc r. X2 tương tự thuộc R, cứ như vậy XN này cũng thuộc R cũng nhé. Thì đây là cái ký hiệu của người ta thôi, tích Descartes đấy nhé nào. Thì nếu như người ta ghi thế này có nghĩa là x thuộc 0,1, y thuộc 0,1. Bây giờ nếu như cho XY bằng gì? À, thuộc vào 1, 2 nhân với trừ 6, 5 chẳng hạn, có nghĩa là sao? Có nghĩa lúc này x này á sẽ thuộc vào đoạn từ 1 tới 2, y này sẽ thuộc vào đoạn từ trừ 6 tới 5. Em hiểu không nhỉ? Rồi, thì đây trên này là 0,1, 0,1 thì hình vuông, dưới này thì cũng phải vuông thì là hình chữ nhật thôi. Được nhá. Như vậy khi mà bạn vẽ hình ra thì bạn được cái gì? Không một đúng không? Nhưng mà đây x chạy không một, như vậy nếu như cô đánh dấu ở đây là một này thì x nó sẽ chạy từ đây tới đây, y không một, như vậy y chạy từ không lên đến đây. Do đó cái miền mà bạn sẽ tạo thành á là ở đâu các bạn, là một cái hình hình vuông. Đây, cái hình vuông này này là cái miền D mà chúng ta đang đang nói đến. Đấy nhé. Em hiểu chưa? Đấy nhé. Như vậy ở cái bài câu A, ở câu A thì cái miền của chúng ta là chỉ là miền này. Được chưa Thiên? Rồi. Chỉnh ra những cái miền hình chữ nhật hoặc là hình vuông hay là những cái miền dễ nhé. Đấy nhé. Bằng rạp số bằng tính thôi, không cần phải chẳng gì nhiều. Rồi, hỏi gì nữa không? À, cái dạng thêm bớt đơn công thì nó khó hơn. Mình nhớ nào, thì hôm trước cô cho ví dụ rồi, làm chừng đó thôi cũng được. Đấy nào, không cần phải làm nhiều đâu. Ai hỏi gì nữa? Bài nào nữa? Câu C của bài ấy, 3.14 các bạn làm được không? Câu C 3.14 làm được không nhỉ? Câu C 3.14. Được phải không? Rồi, ok.
Như vậy có hỏi thêm gì không? Hay là nhìn chung phần này ổn rồi? Sau nãy giờ có bạn đâu hỏi nhỉ? Chỉ có mỗi thiền nhá. Các bạn khác đâu hết rồi. Rồi. Ba chấm 14 C. Còn có gì? Y này sẽ bằng tích phân ở trên L đúng nhá, lấy theo trừ dương của 3xy cộng với gì? X mũ 3 dx cộng với 4xy trừ đi 5y mũ 3 dy. L là biên của miền. Rồi. Miền này là miền D được cho bởi xy thuộc vào R2. Một nhọn bằng x bình cộng với y bình nhọn bằng 9 lớn hơn hoặc bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bây giờ một khi bạn gặp cái bài này, bạn nhìn vào bạn phân tích cho cô này. Thứ nhất ở đây người ta có nhận mình phải không? Là lấy theo trừ dương rồi. Thứ nhất là đây có thêm cái chữ là biên của miền. Nếu như một khi các bạn gặp phải cái chữ là biên của miền được nhá, thì phải biết rằng nó có đặc điểm như bạn. Biên của miền có nghĩa là sao? Nó kín như nó hở đây. Biên của miền thì chắc chắn là phải kín nha các bạn. Từ cái này bạn phải hiểu rằng cái này là luôn luôn kín được nhá. Biên mà không kín thì không gọi là biên nha các bạn. Được nhá nào. Biên thì phải kín thế nha. Như vậy rõ ràng là biên của miền này có nghĩa là nó là cái đường bao quanh cái miền D này đúng không? Và như vậy ở đây cái miền D này là người ta cho sẵn rồi, các bạn không cần phải đi xác định nữa. Đấy nhá. Thực chất dạng này nó còn dễ hơn phần trước, đúng nhá. Rồi. Thế bây giờ bạn lại phân tích cái miền D ở trong này nó có đặc điểm gì đây? Một nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng x bình có cái bình là cái gì đây các bạn? Một mà nhỏ hơn hoặc bằng x bình cộng y bình. Nếu như chỗ này bạn cho bởi dấu bằng thì đây là đường gì đây? Có phải là trụ tròn không? Có phải trụ tròn không các bạn? Cái này có phải là trụ tròn không? Đây có phải phương trình của trụ không? Ai nhớ nào? Bạn lưu ý phương trình của nó giống trụ nhưng mà ở đây rõ ràng đang sẽ trong hai chiều, nó là tròn như các bạn, hình tròn thôi nha, được chưa? Đường tròn hình tròn thôi chứ không phải là trong ba chiều đâu. Phương trình giống nhau nhưng bạn phải để ý là trong hai chiều hay ba chiều, được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này đây là hình tròn, được chưa nào? Dấu là gì? Một nhỏ bằng x bình cộng y bình, như vậy là ngoài đường tròn bán kính bằng một tâm ồn, được chưa? Tiếp x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 9. Như vậy nó sẽ là gì? Trong cái hình tròn tâm ô bán kính bằng 3. Đấy nhá nào. Và nhớ rằng chỉ lấy cái phần nào? Chỉ lấy cái phần mà thỏa mãn x lớn không, y nhỏ bằng không. Đấy nhá nào. Như vậy chúng ta vẽ hình ra được gì? Rồi, như vậy cô có đường tròn bán kính bằng 1 này. Tiếp. Bán kính bằng 3.
Rồi, ví dụ vậy nhé. Bây giờ bạn có, đây là một, đây là 3, x, y. Lấy phần x lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy x lớn bằng 0 là phần phía bên phải đấy nhé, y nhỏ bằng 0. Như vậy lấy phần nào? Miền D của chúng ta sẽ là đây này. Phần cô tô màu vàng là phần chúng ta lấy chỉ là miền D đấy nhá. Rồi. Như vậy cái biên L ở đây trong trường hợp này là gì? Biên của cái miền này chứng tỏ là cái đường bao quanh cái miền này. Như vậy có gì? Nó đi từ bên này qua trên này đi xuống được cái nào? Bên này và bên này. Đấy nhá. Như vậy cái biên L là cái phần cô tô màu đỏ. Bây giờ bạn để ý lấy theo chiều dương. Em hỏi xíu cô, Ừ, hỏi đi anh. em không biết sao cái đỏ mà coi như có cái nhịp xíu bên trong cô, cũng giống như cái chỗ đó, nhưng mà em lấy luôn cái chỗ nó từ 0 tới 3 luôn cô. Lấy từ 0 tới 3 thì đâu đúng em, bởi vì nó chỉ thỏa mãn cái gì thôi các bạn. Đây này, em để ý này. X pin có cái pin lớn bằng 1 phải không? Như vậy có phải là ngoài cái hình tròn nhỏ không? À đúng rồi, em Yeah. sai cái Ừ này. ừ. Đúng rồi, em không. Ok. Ừ. Ngoài tròn nhỏ và trong tròn lớn được chưa? Lấy phần x lớn hơn 0, y nhỏ hơn 0 thôi, được chưa nào? Và lấy theo chiều dương như vậy trong trường hợp này đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Được nhá. Rồi. Đây là chiều dương. Xác định được đến đây rồi thì dễ rồi. Bạn sẽ làm gì? Cố ghi ngắn gọn nha bạn, PQ. P đi với dx, như vậy chỗ này sẽ là 3xy cộng với x mũ 3, q 4xy trừ đi 5y mũ 3. Đào hàm đi. Như vậy trong trường hợp này được 3x đấy nha, q phải là x là 4y, này là 4y đúng nhá. Rồi. Bạn thấy miền D là người ta đã cho luôn đây rồi, chúng ta không cần phải ghi lại nữa, được chứ nào? À, áp dụng luôn green vào ông giải thích lý do vì sao, được chứ? Rồi áp dụng green có gì? Bạn sẽ có tích phân y sẽ bằng tích phân của PDX cộng QDI sẽ được đưa về tích phân hai lập trình B của P phẩy theo x trừ đi P phẩy theo y. Lượng này sẽ bằng tích phân trên D của 4y mà trừ đi 3x dx dy. Đúng nhé. Rồi. Phần này làm sao tính tiếp các bạn? Tích phân ở trên miền D này làm sao tính tiếp? Ai nhớ nhỉ? Nó có liên quan đến yếu tố là hình tròn đúng không? Tính tích phân hai lớp đúng không? Như vậy sẽ là gì? Tọa độ cực. Rồi, ok. Như vậy bạn đổi biến qua tọa độ cực, x sẽ bằng r cột phi, y sẽ bằng r sin phi. Jacobi bằng r. Chẳng đề phẩy cho r sẽ chạy từ đâu tới đâu? R từ đâu tới đâu đây? R từ 1 tới 3. Đúng rồi, phi. Phi bao nhiêu? Chỉ lấy cái phần màu vàng nữa thôi đúng không? Rồi, ok, được chưa? Như vậy trong trường hợp này bạn lấy là 3 pi chia 2 tới 2 pi cũng được. Mà bạn lấy gì các bạn? Từ trừ pi chia 2 tới tới không cũng được, thế nhá, sao được hết. Rồi, như vậy chỗ này là 3 pi chia 2 2 pi nhá. Rồi, bạn nào khác thì bạn có thể lấy trừ pi chia 2 đến không cũng không sai, thế nhá. Rồi. Thế nhá nào, có thể một trong hai. Rồi, sau đó thế vào tính thôi. Ok chưa bạn? Đến đây tự tính nhá, cũng tính ở đó.
đáp vào thôi nhé. Hỏi gì nữa nào? Bài nào khó nữa? Về là học tiếp đúng không? Rồi. Bây giờ cô chuyển sang bài mới nhé.